Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách giả soát thêm được link tài khoản Facebook cho ứng dụng TikTok của chúng ta. Nếu như các bạn là một người hoạt động ở trên mạng xã hội và các bạn muốn là cái tài khoản Facebook hoặc là tài khoản TikTok của các bạn có đầy đủ những cái mạng xã hội mà các bạn đã tham gia, ví dụ như là các bạn có thể là thêm link của tài khoản Facebook vào trong trang TikTok cá nhân, hoặc là các bạn có thể là thêm link của tài khoản Facebook vào trong những cái mạng xã hội khác như là Twitter hay là Instagram ở trên ứng dụng TikTok, thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên thì các bạn muốn thêm link của ứng dụng Facebook thì các bạn mở ứng dụng Facebook lên cho mình. Tiếp theo các bạn chọn là phần tài khoản trang Facebook cá nhân của các bạn. Ở đây thì các bạn sẽ để ý nó sẽ có một cái mục ba dấu chấm ở bên cạnh phần chỉnh sửa trang Facebook cá nhân. Các bạn chọn vào đây. Và trong cái phần đó là liên kết đến trang Facebook của bạn thì nó sẽ có cái sẵn đường link như thế này. Các bạn chỉ cần nhấn cho mình vào phần đó là sao chép liên kết. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ mở ứng dụng TikTok lên. Ở bên trong ứng dụng TikTok này thì các bạn chọn vào phần hồ sơ trang cá nhân. Tiếp theo thì trong cái mục hồ sơ trang cá nhân này, các bạn chọn cho mình vào phần đó là sửa hồ sơ. Trong cái phần sửa hồ sơ, các bạn sẽ thêm cho mình vào cái phần đó là tiểu sử. Ở đây thì các bạn sẽ dán. Các bạn nhấn giữ và chọn là phần dán. Sau khi các bạn đã dán xong cái tài khoản Facebook của các bạn rồi thì các bạn nhấn vào phần lưu ở đây. Như vậy là các bạn vừa lưu được thành công cái đường link liên kết tài khoản Facebook của các bạn ở trong ứng dụng TikTok.